Dạ xin kính chào quý anh chị. Thì hôm nay em có nhận được một tin nhắn là: chào em, anh ở Sài Gòn, anh muốn kiếm một miếng đất nghỉ dưỡng với diện tích là khoảng hơn một sào, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mình chỉ khoảng 50 cây số thôi, anh không đi xa, để anh có thể đi về trong tuần, trong ngày một tuần anh có về một lần. Thì yêu cầu anh đưa ra đầu tiên là phải đất sào có thổ cư, có thổ cư nhâm nhá. Và thứ hai là bây giờ anh muốn miếng đất này có thuộc vị trí tiện ích đầy đủ hết nhất ở trung tâm thành phố càng tốt. Thì em có hỏi là bây giờ anh muốn kiếm ở thành phố ở khu vực nào, thì anh ấy bảo là cứ cách 50 cây số trong anh đi trong ngày là được. Thì em muốn giới thiệu cho anh hai miếng, một là miếng ở Biên Hòa với diện tích là gần 1.000 m², 990 mấy m² á, thổ cư 100% luôn. Thì cái miếng đấy của em đang bán là trên 40 tỷ, có ở trên miếng đất đấy có nhà gỗ này kia, thì em đã làm clip có sẵn rồi. Anh chị mà muốn xem cái nhà gỗ đấy thì xem lên xem YouTube của em có clip đấy, là 900 mấy m², thổ cư 100%, có nhà gỗ, biệt thự gỗ, có hồ bơi, có hồ cá coi này kia, đang bán khoảng hơn 40 tỷ. Anh bảo là tài chính em không đủ, anh chỉ dưới 10 tỷ thôi. Thì em bảo ok, em có, không phải thành phố Biên Hòa nhanh nhá, thuộc thị trấn Trảng Bom được không? Thì anh bảo là ok, thị trấn Trảng Bom đi về trong ngày là được, và từ thị trấn Trảng Bom đến chỗ anh là khoảng 40-50 cây số thôi. Anh bảo ok được, thì anh hẹn ngoài chú xem. Thì nhân tiện hôm nay em cũng giới thiệu cho anh chị xem miếng đấy luôn. Em sẽ thông tin cho chị là miếng này là 1.628 m², có 250 m² thổ cư, đất thuộc thị trấn Trảng Bom, cách trung tâm thị trấn Trảng Bom khoảng 2 phút đi xe máy thôi. Đúng 2 phút đi xe máy là anh chị tới trung tâm hành chính thị trấn Trảng Bom luôn nhé. Trung tâm hành chính gồm có bệnh viện này, trung tâm hành chính này, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ hết, mọi thứ tiện nghi đầy đủ hết, rất thị trấn. Bây giờ em dẫn chị đi xem cái này nhé. Dạ, mời anh chị. Thị trấn Trảng Bom thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Đây cũng là nơi đầu tàu về kinh tế, dân số và phát triển xã hội của huyện Trảng Bom. Về giao thông, giao thông ở đây phát triển mạnh theo cả hai trục Đông Tây và Bắc Nam. Điển hình chính là quốc lộ 1A. Đây là huyết mạch giao thông không chỉ của huyện mà của cả tỉnh Đồng Nai. Về kinh tế thị trấn Trảng Bom, kinh tế dịch vụ, thị trấn Trảng Bom là nơi tập trung buôn bán, dịch vụ của cả huyện Trảng Bom. Kinh tế công nghiệp, Trảng Bom là đầu mối sản xuất của huyện nên cũng là nơi tập trung các doanh nghiệp sản xuất cho toàn huyện và các huyện khác của tỉnh Đồng Nai. Thị trấn Trảng Bom cũng gần khu công nghiệp Bầu Xéo nơi tạo hơn 43.000 công ăn việc làm của huyện. Vì vậy, kinh tế công nghiệp cũng đi theo khu công nghiệp này. Hiện nay trên địa bàn thị trấn Trảng Bom đang hình thành một số khu đô thị mới như Boulevard City, Green Town, Gold Hill, Richland Hill. Về giáo dục, thị trấn Trảng Bom là trung tâm của huyện nên thị trấn Trảng Bom có nhiều trường học nổi tiếng như các trường nổi tiếng, trường trung học cơ sở Hùng Vương, trường trung học phổ thông Thống Nhất A là trường điểm của huyện, trường trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, trường cao đẳng nghề cơ giới và thủy lợi, trường đại học lâm nghiệp cơ sở 2. Dạ xin kính chào quý anh chị, nhà đầu tư. Bây giờ em đang đứng ở một lô đất 1.600 m², có thổ cư, đất thị trấn Trảng Bom và giá cực kỳ đầu tư để cho anh chị phù hợp là một nhà vườn và đầu tư nha chị nhé. Một nhà vườn, biệt thự vườn, anh chị đầu tư và anh chị làm một nơi nghỉ dưỡng. Thì đây, em cũng cho anh chị lô đất 1.600 m² của mình. Ở trên đất đã có sẵn một căn nhà cấp 4 nha anh chị thấy không? Đất của mình có một cái đặc điểm nữa, đó chính là view suối. Thì bây giờ em sẽ dẫn chị đến xem cái nhà và view suối nha chị nhé. Thì xung quanh đất của mình ấy, đã được làm hàng rào hết xung quanh đất nha chị nhé. Đây anh chị, em đang bước vào đất của mình đây. Thì trung tâm của lô đất của mình đó chính là một căn nhà cấp 4. Căn nhà này anh chị cần dọn vào là ở luôn anh chị ạ. Thì bên trái đất của mình là khoảng trống, gia chủ đã làm những cây tưới tiêu này anh chị này, ống tưới tiêu dẫn nước để trồng rau. Xung quanh đất của mình ấy, đấy, xung quanh đất của mình, viền xung quanh ấy, thì anh chị có thể trồng những luống hoa rất đẹp nha anh chị nhé. Đây là cái hàng rào này đã được gia chủ làm những đà kéo, kéo từ hàng rào đi vào, rồi sau đó làm xây hàng rào cứng. Cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm là hàng rào này sẽ không bị đổ nha anh chị nhé. Và đây là căn nhà của mình. Đây là bên tay phải đất của mình. Bên tay phải đất của mình thì gia chủ cũng làm thêm một số cây tưới tiêu để trồng rau. Thì em xin thông tin đến chị á, đất thị trấn Trảng Bom mình ấy, một lô sổ riêng, sổ cư ngay trung tâm thị trấn Trảng Bom, từ vị trí của mình đi ra khoảng 1 phút đi xe máy thôi.
những cái lô đấy ấy, giá rẻ nhất cũng phải tầm khoảng 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ một lô. Nhưng mà hiện tại em đang có một sào 1.600 m2, có thổ cư, phù hợp cho chị xây nhà vườn, đường xe hơi do được và điện nước đầy đủ hết, có giếng này kia đầy đủ hết. Anh chị đến đây, anh chị chịu ở hoặc anh chị thích có thể xây lại một căn nhà vườn tuyệt vời cho mình ngay trung tâm thị trấn Trảng Bom mình, đất ở tại thị trấn của mình, thì anh chị có nhu cầu thì liên hệ với em. Số điện thoại em là 0772088263. Em sẽ cung cấp thông tin cho anh chị về pháp lý và vị trí và dẫn chị đến xem cái miếng đất của mình. Rồi, xin cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Anh chị có nhu cầu xin liên hệ Nguyễn Hiếu Thảo, số điện thoại 0772088263.